나무 어택에 Vậy em. Dạ vâng chị. À. À. Ngon quá. Cháu có khóc không chị? Không. Không khóc đâu ạ. Ui. Ô bé nè. Hình như con ở nhà với bác ngoan là mát, không khóc nhè đâu á. Cháu không khóc đâu chị. Không. Cái này dạ vâng bác, mẹ đi lấy quả nhá, lấy quả cho bác ăn nhá. Này. Ờ, tạm lên chị ơi, chị ăn đi ạ. Ăn nè. Dạ vâng ạ. Chị ăn đi ạ, ngon vâng. Không chị? Ngon. Vâng. Chua đâu. Vâng. Thế à, mai chị ở nhà chị nhá. Mai em mang quả đi chợ bán xa lắm chị ạ. Ở đấy chơi hội đông người chắc bán được giá cao đấy chị ạ. Vâng. Đông người lắm nên là xa nữa. Chị ở nhà. Em đi một mình nhá. Em với cháu đi. Cho chị ăn quả đấy. Vâng. Ngon không con? Ngon nha. Ngon lắm nha. Thank you.
Còn ở trên đấy. Tiền cân đấy. 10.000 ạ. Cho 2 cân đi. Đẹp được không ạ? Đây mà, đây mà. Thank you.
ơi, em mua xúc xích cho chị này. Vâng. Chị ăn đi ạ. Vâng. Nóng quá. Ê, con ngồi đây nhé. Vâng em, vần này đúng em. À, chợ hôm nay đông vui lắm chị ạ. Vâng. Dạ vâng. Đông quá đi nên là em mới bảo chị ở nhà. Để em đi đây, chị ăn đi. Vâng. Hôm nay chợ đông vui, em bán được hết quả, giá đắt lắm chị ạ. Dạ vâng, chị ăn đi, ngon không chị? Vâng. Con nhìn bác ăn á. Con không ăn được đâu nhỉ. Bác ăn thôi, con không ăn được đâu. Hôm nay ngày hội họ nhiều trò chơi lắm chị ạ. Nhưng mà em bán xong quả xong em cũng về, nắng quá đi. Em cũng không xem. Chị ở nhà chị có buồn không? Không. Và khi nào có hội chợ ở gần thì hôm nào thì em cho chị đi nhé. Em đi em cũng còn bắt xe đi ấy. Chị ở nhà trông cháu cho em nhé. Em đi lấy nước. Không đi chơi đâu em. Nhà vợ con thôi. Nhà vợ con không đi. Con không đi chơi hả con?
Cháu vẫn ngủ à chị? Tây này đẹp nhỉ chị nhỉ? Vâng. Mấy cây ở đây á, con chó nó vào nó bới hết rồi chị ạ. Ừ. Hỏng tiếc thật đấy. Rào như thế rồi nó vẫn nhảy vào được. Ừ. Cáo ơi, cáo ơi. Khi nào có điều kiện thì cáo nó cáo nữa. Vâng, khi nào có điều kiện thì đi lấy lưới về mình răng cao lên chị nhỉ.